Iran đòi Mỹ trả nợ 70 tỷ USD. Iran tuyên bố Mỹ cần bồi thường cho nước này 70 tỷ USD để bù đắp những tổn thất doanh thu do các lệnh cấm vận xuất khẩu dầu mỏ của Washington chống Tehran. Đài truyền hình quốc gia Hồi giáo Iran ngày 6 tháng 1 trích dẫn lời Kamal Harraj, Chủ tịch Hội đồng Đối ngoại Chiến lược, Cố vấn cho nhà lãnh đạo tối cao Ayatollah Ali Khamenei nhấn mạnh việc trả nợ là điều kiện tiên quyết để Tổng thống mới đắc cử của Mỹ Joe Biden có thể quay lại thỏa thuận hạt nhân quốc tế với Tehran mà chính quyền ông Donald Trump đã xé bỏ năm 2018. Mỹ đã ngừng các biện pháp miễn trừ trừng phạt đối với việc mua bán dầu của Iran vào năm 2019. Xuất khẩu dầu mỏ của quốc gia Hồi giáo, vốn từng lên tới 2,6 triệu thùng trên ngày trong năm 2017 đã giảm xuống 355.000 thùng trên ngày vào tháng 12 năm 2020, theo dữ liệu của Bloomberg. Tuyên bố đòi nợ của quan chức Tehran được đưa ra trong bối cảnh leo căng thẳng giữa hai nước, vào thời điểm đánh dấu một năm ngày tướng Qasem Soleimani, chỉ huy lực lượng quân tinh nhuệ thuộc Quân đoàn Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran, IRGC, bị giết trong một vụ không kích bằng máy bay không người lái Mỹ ở Iraq đầu năm ngoái, 3/1. Theo Sputnik, tại một sự kiện tưởng niệm tướng Soleimani ở Kerman, đông nam Iran hôm 6 tháng 1, Ismail Ghani, người kế nhiệm ông làm tư lệnh lực lượng quốc cảnh báo, các kẻ thù người Mỹ sẽ không thể tránh khỏi việc bị trả thù ngay trên mảnh đất quê hương họ. Trước đó một ngày, truyền thông Mỹ đưa tin, các kiểm soát viên không lưu ở New York đã nhận được tin nhắn của một nhóm không rõ danh tính, đe dọa sẽ dùng máy bay đâm vào tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington trong ngày 6 tháng 1. Song, một số nguồn tin nói lời đe dọa này dường như không đáng tin cậy. Cục điều tra liên bang Mỹ, FBI, đang xác thực vụ việc và coi đây là một vi phạm tần số hàng không. Sự cố gợi nhớ đến một vụ việc năm 2008 khi một người đàn ông, ban đầu được cho là có liên hệ với quân đội Iran, đe dọa cho nổ tung các tàu chiến Mỹ ở Vịnh Ba Tư. Chủ nhân của lời đe dọa sau đó được xác định là một kẻ chơi khăm trên sóng vô tuyến, không có liên hệ với Tehran.